Chào đón quý vị đến với không gian của tình ca trên lúa trong chương trình Hương Lúa Trong Đêm của tối ngày hôm nay. Và bây giờ nhiệm vụ của Trung Tụ sẽ công bố kết quả của đêm thi tuần trước. Hello, xin chào cả nhà. Em quá Cần Thơ ha, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Hôm nay em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em để được mạnh khỏe là mang phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu một con Opto, cái này hình như có hàng nào xanh vô hay sao á. Ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, cái dàn đèn đẹp ha. Nó có bị đốm đốm là bị móc ở trong á ha. Giờ tháo ra chùa rửa, tại em có sao em tháo vậy thôi. Mà hình nó đẹp lắm, cái đèn nó sáng ha, sáng đẹp lắm nhiều khách. FM này được 90 ha, còn này được ri nữa nè, ri đài nữa nè. Đây, còn theo con này mười mấy hai chục năm là xiền luôn. Cái này thì nó có giá trị siêu tầm, chứ nó thì không hát hò được nhiều đài như mấy cái đời thế hệ mới sau này nha. Nhưng mà được cái siêu tầm quá đẹp. Con này nguyên zin hết, có bị gãy cái chỗ anten này nè. Nó có sợi dây AV sẵn luôn nè, dây AV nó có nối luôn nè. Em ghi một máy cassette lấy âm thanh nè. Rồi ok ha, giờ mời quý khách thưởng thức ha. Xúc động với câu chuyện của chú bé đến từ An Giang và cô Khen đến từ An Giang, hai vợ chồng cùng đam mê tài tử, hát cùng với nhau luôn quý vị. Mà ông bà ngồi chung, ông quên thì bà nhắc, mà bà nhắc thì ông quên. Đó, rất là dễ thương quý vị ơi. U 50, 60 rồi. Đông cây cũng xa mà ta. Này ghi nè. Trong lấy chồng xứ lạ thì rất là tốt, và giọng ca của anh chị cũng rất là ngọt. Lẽ ra là anh chị sẽ là cặp đôi mà sẽ có cái số điểm cao nhất. Rồi ok nha. Máy nguyên zin cam kết ha, không bởi, không nứt, không như hết ha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua giờ siêu tầm để dành đây là để vô dàn bộ. Quên nói dàn bộ em mới nhớ em chưa đo nữa. Em đo chiều ngang của nó ha, là 42. Ga của em nó là 22. Cao của em nó là 23 rưỡi ha. Rồi ok, cái dàn đèn rất là đẹp nha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger giùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.